Nè, tay này là không có mắc cúp gì nhau gì nha, em kỳ giống gì coi. Nè, nếu như mắc cúp là không có vấn đề mình nói gì thấy không vậy? Dạ. Cái chất tấm trắng nó cực kỳ mịn luôn, nó như thế này giống gì nha, như thế này và mình xoa đều lên. Đó, quý vị thấy không? Nó sẽ làm trắng da nè, mịn da nè, sáng da nè, đặc biệt với hoạt chất than ha, than hoạt tính làm cho da mình trắng sáng, không tì vết mà không châm chích, không gây ngứa gì nha. Và khi mà mọi người mà relax á, mọi người sử dụng, mọi người nhớ xoa đều khoảng 15-20 phút, mọi người rửa lại với nước, lập tức một làn da cực kỳ trắng sáng và cực kỳ mịn màng. Bây giờ Lâm sẽ rửa ra cho mọi người coi thấy công dụng của nó như thế nào. Đó, mình sẽ ra đây mình phạt nha. Quý vị thấy công dụng không quý vị ơi? Rất là trắng như là mịn màng như vậy nha. Giá vẫn không đổi là 490.000 một tiết như này. Để một làn da trắng thì mọi người nên sử dụng e-skin một lần thử nhau vậy nha.